Các bạn thân mến, thế là những cái hạt mồng tơi gieo được 3 ngày tuổi thì bắt đầu nó có cái lớp mốc ở bên ngoài, tức là trông như mốc, đúng không? Đấy, nhưng mà đấy chính là một cái lông tơ của nó. Đấy, nó chính từ những cái rễ mầm đầu tiên. Tức là cái hay của cái mồng tơi này á là cái rễ nó mọc ra trước, rễ nó thò ra trước. Đấy. Thì những cái vị trí khi mà chúng ta gieo hạt ấy, cái ngẫu nhiên như này ấy, thì là cái phần mà nó thò ra cái rễ ấy, nó mà càng hướng xuống phía dưới thì càng tốt. Đấy, còn nếu mà nó hướng lên trên thì nó cũng sẽ tự tìm đường xuống dưới thôi. Thế các bạn nhìn này. Đây nha, trông thì tưởng mốc nhưng thực tế không phải là mốc. Đấy. Thực tế nó chính là những cái lông tơ mà để nó sinh ra để hút ẩm đấy, môi trường xung quanh. Đấy, nếu như mà nó bị mỏng ngược lên. Đúng không? Đấy, các bạn nhìn này. Đấy nhá. Thế còn có những cái hạt thì ban đầu trước khi mà nó nảy mầm ấy, thì nó đúng là nó có một chút một cái sợi tơ nó mọc ra, đây cũng là một cái dạng nấm nhưng nó không nguy hiểm, đúng không? Thì cái này là chuyện rất là bình thường nhé. Khi các bạn gieo hạt thì vào phân chủng quý hoặc bất cứ cái gì thì khi mà chúng ta đậy nắp cái thùng nắp này đó thì nó sẽ xuất hiện những cái nấm này, mà nếu như chúng ta phơi ngoài trời thì nó sẽ không thể lên được. Thì cái nấm này là cái nấm rất tốt để nó phá vỡ cái vỏ bọc ra. Đây các bạn nhìn này, cái nấm trắng này nó phá vỡ bọc ra, nhưng nó không nguy hiểm, không gây nguy hiểm đến cái hạt giống chúng ta. Đấy, và tất cả những cái loại mồng tơi này mầm như này đó thì đều nó có hiện tượng như vậy. Thì đây người ta gọi là cái thùng mồng tơi được gieo cách đây 3 ngày và đẩy, chúng tôi là đậy hở nắp nhé, chứ không đậy kín hoàn toàn này. Thì chúng ta sẽ sang một cái thùng, chúng ta đậy nắp lại để mai chúng ta mở ra. Đấy, chúng ta sang một cái thùng mà chúng ta đậy nắp hoàn toàn này, kín bưng này. Nếu nào, đây thì chúng ta mở ra đây, thì chúng ta buộc phải mở rồi. Vì là cái cây bắt đầu nó cao lên rồi đây này. Đây, có những cây bắt đầu nó cao lên, nó mọc đúng tư thế nhé. Đấy, có hai lý do mà những cái cây mồng tơi này á, là hạt thì nảy mầm nhanh hơn và hạt thì nảy mầm chậm hơn. Đó là gì? Thứ nhất là nó đúng tư thế, tức là cái phần mà mọc ra rễ thì nó hướng đúng xuống mặt đất. Thế còn cái này là không đúng tư thế này, tức là nó hướng xuống, hướng lên trên thì nó lại phải tìm xuống mặt đất nhé. Trong quá trình nó sinh trưởng, nó nảy mầm thì nó buộc phải hút ẩm. Đấy, và cố gắng tìm dưỡng chất từ bên trên do nó bị mọc lộn ngược, giống kiểu đè ngược ấy. Đấy. Đúng không? Đây này các bạn nhìn này, cái này nó bắt đầu nó tìm này, tìm rất sâu, bắt đầu nó thò xuống mặt đất. Đúng không? Tất cả đều hướng xuống mặt đất. Rễ thì hướng xuống đất, còn lá thì hướng lên trên, đúng không? Đấy, thế còn cái loại thứ hai mà nó mọc chậm hơn ấy, lý do ấy là cái hạt đấy nó bị non, tức là trong cùng một cái đợt thu hoạch, trong cùng một cái cành hạt giống mồng tơi mà được thu hoạch ấy, thì có những hạt non, hạt già. Thì những hạt mà trưởng thành hơn, già hơn thì nó sẽ khỏe hơn và nó mọc trước, còn những hạt yếu, hạt non đó thì nó sẽ mọc chậm hơn và nó yếu hơn, đúng không? Như vậy thì chúng ta trong một cái gói hạt giống thì chúng ta bao giờ cũng có cái độ đồng đều của hạt, đúng không? Rồi độ sạch, đúng không, của hạt, đúng không nào? Độ sạch của hạt giống, độ đồng đều của hạt giống và độ cái tỷ lệ phần trăm bị nhiễm hóa chất của hạt giống, bao giờ nó có những cái thông số như vậy. Đó. Thì đây là một cái thùng mồng tơi được gieo 3 ngày tuổi ở cái trên mặt của phân chuồn quế nguyên chất 100%. Đấy. Và chúng tôi có sử dụng men vi sinh bổ sung của Nhật để bổ sung cho cái quá trình mà làm sạch cái mầm, đúng không nào? Thế còn những cái nấm này thì chúng ta không đáng lo nhá. Ok. Chào các bạn, Huy đã bạn theo dõi kênh của chúng tôi.